Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 15 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai vừa tổ chức tuyên dương khen thưởng nhà giáo tiêu biểu năm 2023. Dự buổi lễ có đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố cùng hơn 300 nhà giáo tiêu biểu trên địa bàn. Năm học 2022-2023, ngành giáo dục thành phố tiếp tục giành được những kết quả nổi bật. Gần 7.500 lượt học sinh đạt giải qua các cuộc thi, kỳ thi, tăng gần 2.000 lượt so với năm học trước. Tại kỳ thi học sinh giỏi, lớp 9 cấp tỉnh, thành phố có 12 giải nhất. Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, thành phố cũng giữ vị trí đứng đầu. Những thành tích này gắn liền với trí tuệ, công sức, công hiến của đội ngũ thầy cô giáo, Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Thành ủy Đỗ Trường Sơn chúc mừng biểu dương những thành tích xuất sắc của ngành giáo dục thành phố, mong muốn toàn ngành, các thầy cô tiếp tục nỗ lực đổi mới sáng tạo trong tổ chức dạy học, chủ động hội nhập quốc tế. Dịp này, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước trao tặng. Nhiều thầy cô giáo được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai và giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Ủy ban nhân dân huyện Simacai cũng vừa tổ chức tuyên dương khen thưởng nhà giáo tiêu biểu năm học 2022-2023. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song ngành giáo dục đào tạo huyện Simacai, các thầy cô giáo đã nỗ lực vượt khó, vươn lên giành nhiều thành tích. Toàn huyện có 44 cơ sở giáo dục, 27 trường học đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng giáo dục Đại trà, giáo dục mũi nhọn chuyển biến tích cực. Năm học 2022-2023, toàn huyện có 140 giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp huyện, 21 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Nhiều thầy cô tích cực chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học với mục tiêu tất cả vì học sinh thân yêu. Dịp này, hai tập thể, 35 cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn cũng được tuyên dương khen thưởng góp sức vào nhiệm vụ giảm nghèo, đội ngũ cán bộ giáo viên các trường học vùng cao với trách nhiệm tâm huyết trong sự nghiệp chồng người đã không ngừng sáng tạo, tìm những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, hình thành những thế hệ công dân có trình độ, tri thức vì sự phát triển trong tương lai. Ghi nhận tại trường trung học cơ sở xã Tả Ngày Trờ, huyện Mường Khương, một trong 10 xã nghèo nhất của tỉnh. Mừng ngày lễ hội, đây là một trong những tiết mục được các em trong câu lạc bộ khen của nhà trường đang miệt mài luyện tập, chuẩn bị biểu diễn trong dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Việc ra đời những câu lạc bộ gắn với bản sắc văn hóa dân tộc đã giúp các em học sinh thêm hào hứng, muốn đến trường, đến lớp, từ đó đóng góp quan trọng và tỷ lệ chuyên cần của nhà trường thường xuyên đạt trên 99%. Nhà trường cũng đã mời các nghệ nhân có chuyên môn đến dạy cho các em học sinh và thành lập các cái câu lạc bộ câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, câu lạc bộ uh, múa gậy sinh tiền, câu lạc bộ thêu và câu lạc bộ uh, STEM từ đó đã thu hút được các em uh, đến trường rất là đông đủ. Học sinh người dân tộc thiểu số vốn nhút nhát rụt rè thông qua chương trình giáo dục STEM với các buổi thảo luận, rèn luyện tư duy sáng tạo, khả năng liên hệ, ứng dụng trong thực tế, các em đã tự tin năng động hơn. Với những học sinh mà À, nói tốt và chia sẻ tốt ấy thì chúng tôi sẽ cho các em thực hành nhiều. Đó là cho các em đi làm mẫu xong để các em dưới lớp quan sát. À, trong quá trình mà học sinh chia sẻ thì giáo viên sẽ à, kịp thời là động viên các em. Là các em đã nói phần này rất là tốt rồi này chẳng hạn để các em cần cố gắng hơn lên một chút nữa ở phần này phần kia. Có nghĩa là chúng tôi sẽ hướng dẫn rất là kỹ. Sáng kiến giao những bài tập phần việc cụ thể để khuyến khích học sinh tích cực hơn trong chuẩn bị bài ở nhà rồi tăng cường phối hợp với phụ huynh để đôn đốc các con trong rèn luyện ý thức ở ngoài nhà trường tất cả đều góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong uh, sinh hoạt tri bộ và trong sinh hoạt toàn trường thì chúng tôi luôn uh, đề cao cái việc lêu cương của cán bộ đảng viên thế và uh, trong đó thì chúng tôi cũng uh, tuyên dương uh, thường xuyên là tuyên dương những hàng tháng là tuyên, tuyên, tuyên dương những giáo viên mà có cái uh, uh, cách làm hay hoặc là cách làm sáng tạo nhân rộng những tấm gương người tốt việc tốt ví dụ như là uh, nhân rộng các tấm gương cô giáo hoặc là nhân rộng những tấm gương học sinh đấy thì uh, qua đó thì sẽ giúp các bạn học sinh là sẽ có ý thức và có động lực vươn lên trong học tập với việc phát huy tốt tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên giáo viên chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở tả ngày trồ ngày một nâng lên năm học vừa qua trên 92% học sinh được công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, đây chính là nền tảng quan trọng giúp hình thành thế hệ công dân mới tiếp tục học tập, rèn luyện, góp sức xây dựng quê hương trong tương lai. Theo khảo sát mức sống dân cư của Tổng cục Thống kê, tỉnh Lào Cai xếp thứ 5 trong số 10 tỉnh thành phố có tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh nhất cả nước giai đoạn 2006-2021. Đến hết năm 2022, tỷ lệ giảm nghèo của Lào Cai đạt 5,8%, tương đương giảm 9.770 hộ nghèo, vượt mục tiêu giảm nghèo của tỉnh đề ra 4,5% và trung ương giao là 4%. Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Lào Cai tiếp tục đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 3 đến 5% một năm trở lên theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều. Trong đó hộ nghèo tại các huyện nghèo, xã nghèo giảm từ 6% một năm trở lên hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm từ 3% một năm trở lên, giảm hộ cận nghèo hàng năm từ 2.000 hộ trở lên. Đến năm 2024, huyện Bảo Thắng và thành phố Lào Cai cơ bản không còn hộ nghèo. Đến năm 2025, huyện Bắc Hà thoát khỏi huyện nghèo. Đặt mục tiêu phấn đấu đạt tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới trong năm nay, xã Bản Liền đang tập trung tổ chức lại sản xuất, tích cực chuyển đổi kinh tế, trọng tâm là phát triển cây chè, chăn nuôi đại gia súc và khơi dậy tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng từ chỗ sản xuất nhỏ lẻ tự sản tự tiêu, từ khi hợp tác xã chè bản liên được thành lập, vùng chè san tuyết cổ thụ tại địa phương đã gia tăng giá trị trở thành sản phẩm đạt 5 sao ocope cấp tỉnh. Cùng với mở rộng diện tích, xã tập trung tuyên truyền hỗ trợ nhân dân trồng chăm sóc chè theo hướng hữu cơ, đảm bảo tiêu chuẩn việt gáp, sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường cao cấp. Chủ trương trồng chè của bản liên là rất phù hợp vì khí hậu của thời tiết của bản liên là trồng chè lại rất hợp lý với lại cây chè mang lại cho bà con bà con đủ trang trải cuộc sống trước thì ở trên đời ấy, mình cũng hay là trồng ngô trồng lúa nhưng mà bây giờ trồng cái cây chè thì mình cảm thấy cây chè nó thu nhập được cao hơn thì bây giờ mình là chuyện sang là trồng cây chè hiện nay bản liền đã có gần 700 trăm hecta chè hữu cơ bình quân một năm cây chè mang lại nguồn thu cho người dân địa phương khoảng 20 tỷ đồng trong định hướng phát triển, xã đang phấn đấu mở rộng vùng chè hữu cơ lên 1.140 ha. Có được cái thương hiệu là chè hữu cơ sản phẩm có 5 sao của tỉnh, à, nên xã cũng phải phát huy cái thế mạnh này. Đấy, và để nhân rộng cái mô hình này thì cũng phải tuyên truyền cho nhân dân, phải đảm bảo uh, quy trình sản xuất, đảm bảo theo cái tiêu chuẩn. Cùng với quyết tâm nâng cao thu nhập từ cây chè, bản Liên cũng đang nỗ lực khơi dậy tiềm năng trong phát triển du lịch cộng đồng. Từ sự hỗ trợ, tạo điều kiện về nguồn vốn tín dụng chính sách, đã có hàng chục hộ dân địa phương đang phát triển các dịch vụ homestay, kết hợp với hướng dẫn du khách đi tham quan trải nghiệm rừng chè cổ thụ. Cùng với đó, với đàn gia súc hơn 1.000 con cũng đã mang lại nguồn thu ổn định cho nhiều hộ dân tại địa phương. Với hướng đi này, năm 2022, thu nhập bình quân của người dân đạt 37 triệu đồng một năm. Đến thời điểm này, qua giả soát đã đạt 42 triệu đồng một người một năm. Trong 2 năm 2022 và 2023, từ nguồn vốn ba chương trình mục tiêu quốc gia và ngân sách địa phương, huyện Mường Khương đầu tư xây dựng mới 62 tuyến đường giao thông nông thôn, tổng chiều dài hơn 181 km. Địa phương đã mở rộng nền đường được 71 km, giải cấp phối 25 km và bê tông 73 km. Đối với các tuyến còn lại, các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Triển khai xây dựng đường giao thông nông thôn tại các xã thị trấn nhận được sự đồng thuận, ủng hộ cao của nhân dân. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là 100% các tuyến đều không có kinh phí giải phóng mặt bằng, cần người dân hiến đất, hoa màu, cây cối. Do vậy, công tác tuyên truyền vận động được địa phương coi trọng, trong đó nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ đảng viên tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Từ ngày 18 tháng 11 đến hết ngày 29 tháng 12, Sun World Festival Legend áp dụng mức ưu đãi đặc biệt giảm tới 30% giá vé dành cho tất cả du khách Việt Nam. Ưu đãi giá vé cáp treo Fansipan là chương trình mở đầu chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm xây dựng cáp treo Fansipan. Giá vé bao gồm trải nghiệm du ngoạn bằng cáp treo chinh phục đỉnh thiêng Fansipan 2 chiều, chiêm bái quần thể tâm linh kỳ vĩ và tham quan vui chơi khác trong khu du lịch bên cạnh chương trình ưu đãi giá vé du khách sẽ được tham gia hàng loạt sự kiện hấp dẫn trong mừng kỷ niệm 10 năm xây dựng tuyến cấp treo hành trình 10 năm có mặt tại Sapa Sun World Fansipan Legend hướng tới mục tiêu đưa du lịch Sapa nói riêng và Lào Cai nói chung bứt tốc trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới chuyển sang những thông tin thời sự trong nước. Xét đề nghị của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch nước về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024. Trước đó, mức quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023 gồm hai mức: 300.000 đồng một suất và mức 600.000 đồng một suất cả nước có hơn 1,5 triệu người có công thuộc diện tặng quà Tết theo các mức kể trên với tổng kinh phí hơn 460 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Theo Cục Hàng không Việt Nam, 10 tháng nay ngành đã khai thác tổng cộng 241.000 chuyến bay, trong đó số chuyến bay đúng giờ chiếm 84%, giảm trên 4% so với trung bình của 10 tháng năm ngoái. Bamboo Airways và Vasco là hai hãng bay có tỷ lệ bay đúng giờ cao nhất toàn ngành, đạt trên 91%. Thống kê Cục Hàng không Việt Nam cũng cho biết, sản lượng khai thác toàn ngành giảm gần 20.000 chuyến so với cùng kỳ. Hiện hàng không Việt Nam tập trung nguồn lực lên kế hoạch phục vụ cao điểm dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2024, dự kiến từ ngày 25 tháng 1 đến 24 tháng 2 năm 2024, các hãng hàng không cung ứng gần 5,5 triệu ghế trên các đường bay nội địa và gần 2,1 triệu ghế trên các đường bay quốc tế. Anh Trần Minh Trung, 40 tuổi, một nông dân tại tỉnh Bình Dương đã trồng thành công cây vani, loại quả gia vị đắt đỏ nhất trên thế giới. Năm 2015, anh Trung đặt mua giống từ nước ngoài về thử ươm trồng và đã thành công. Cây vani được trồng vài năm mới ra hoa và đặc biệt là hoa chỉ nở trong đúng một ngày trong năm. Do đó, nếu ngày hoa vani nở mà không thụ phấn thủ công kịp thì hoa sẽ tàn đi và người trồng sẽ phải đợi tới một năm sau mới có lứa hoa mới thành quả năm đầu tiên thu hoạch được 50 kg quả tươi, quá trình xử lý cho 10 kg quả khô. Hiện trang trại của anh Trung đang trồng hàng nghìn cây vani, quá trình trồng và thu hoạch công phu khiến giá thành loại gia vị này đang có giá bán từ 500 đến 700 đô la Mỹ trên 1 kg. liên quan đến cuộc gặp thượng đỉnh mỹ trung bên lề tuần lễ cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec chủ tịch trung quốc tập cận bình đã khẳng định bắc kinh luôn cam kết về mối quan hệ ổn định lành mạnh và bền vững với washington tại cuộc gặp thượng đỉnh chủ tịch tập cận bình nhấn mạnh trung quốc hy vọng hai nền kinh tế có thể là đối tác tôn trọng lẫn nhau và cùng tồn tại hòa bình cùng nhau giải quyết những bất đồng một cách hiệu quả thúc đẩy hợp tác cùng có lợi về phần mình tổng thống mỹ nhấn mạnh mỹ và trung quốc cần đảm bảo rằng cạnh tranh giữa hai nước không dẫn đến xung đột và hai bên sẽ nỗ lực để quản lý mối quan hệ một cách có trách nhiệm ông nhấn mạnh rằng các vấn đề như biến đổi khí hậu chống ma túy và ai đòi hỏi sự quan tâm chung của hai nước theo dự báo của một số ngân hàng lớn trên thế giới, tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ chậm lại hơn nữa trong năm sau vì lãi suất ở mức cao, giá năng lượng cao hơn cũng như việc hai nền kinh tế lớn nhất đều tăng trưởng chậm lại. Hầu hết các chuyên gia kinh tế cho rằng kinh tế thế giới sẽ tránh được suy thoái, song cảnh báo nguy cơ suy thoái nhẹ tại châu Âu và phương quốc Anh. Các ngân hàng lớn vẫn kỳ vọng một kịch bản hạ cánh mềm cho nền kinh tế Mỹ, Tuy nhiên, chính sách tiền tệ khó đoán định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ có thể ảnh hưởng đến triển vọng trong tương lai. Trong khi đó, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc có thể yếu đi do các công ty tìm cách chuyển địa điểm sản xuất nhằm tăng hiệu quả về chi phí, nhưng vẫn ở mức cao hơn 4% so với Mỹ và châu Âu. Bệnh viện chính ở khu ổ chuột lớn nhất thủ đô Haiti đã buộc phải sơ tán sau khi tình trạng bạo lực băng nhóm đã xảy ra ngay tại cổng bệnh viện. Đại diện bệnh viện Phong Tây Năng ở thủ đô Porto Prince đã bác thông tin thành viên băng nhóm đã xông vào bệnh viện và bắt giữ người bệnh làm con tin. Tuy nhiên, nhiều ngôi nhà xung quanh bệnh viện đã bị đốt, nhân viên y tế đã tìm chỗ ẩn nấp, trong khi đơn vị tinh nhuệ của cảnh sát quốc gia Haiti được triển khai để hỗ trợ sơ tán bệnh nhân không thể tự di chuyển, trong đó có khoảng 70 người lớn cùng 40 trẻ em. Trong khi đó, nhiều bệnh nhân khác đã phải tự tìm cách thoát thân. Bệnh viện Phong Tên Năng nằm ở Sisole, khu ổ chuột lớn nhất tại Haiti. Trong 3 ngày qua, nơi đây đã xảy ra nhiều vụ bạo lực vũ trang sau cái chết của một đối tượng bị nghi ngờ là cầm đầu một băng nhóm. Trong những năm gần đây, tỷ lệ trầm cảm ở trẻ vị thành niên tại Mỹ có xu hướng tăng và trẻ hóa. Bệnh thường không có dấu hiệu rõ ràng và có thể gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng đến cuộc sống sau này của trẻ. Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC, từ năm 2011 đến năm 2021, số trẻ em và thanh thiếu niên tại Mỹ gặp vấn đề tâm lý tăng 40%. Trong đó trẻ em gái là đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất, chiếm đến 57%. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Bệnh viện Nhi đồng của Mỹ, đã có hơn 47.000 lượt trẻ em tới khám về sức khỏe tâm thần tại các bệnh viện nhi trên cả nước trong 3 quý đầu năm 2021, cao hơn gần 40% so với cùng kỳ năm 2020. Theo các chuyên gia, ở lứa tuổi hiếu động, thích giao tiếp nhưng lại phải trải qua một thời gian dài giãn cách xã hội và học trực tuyến do đại dịch, nhiều trẻ đã rơi vào trạng thái lo lắng, trầm cảm, ngại giao tiếp và mất tập trung. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự 15 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.